hướng dẫn sử dụng giáo cụ số hình tròn phân số. Trên EduLine, giáo cụ số hình tròn phân số là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Đây là một thiết bị hỗ trợ trong giảng dạy môn toán phần phân số. Một hình tròn được chia ngẫu nhiên thành nhiều phần bằng nhau. Bạn có thể chọn nút chọn ngẫu nhiên ra một đề bài khác. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo thiết bị số hỗ trợ trong giảng dạy phân số trong môn toán. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Component ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là hình tròn phân số. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.